Thuyền về tới bến còn chìm nội thất mà đẹp có kìm được không? Xin chào các bạn, nội thất Taka đã quay lại rồi đây. Công trình này bên em vừa hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng hôm qua. Công trình này được sử dụng bằng tấm ốp tường PVC vân gỗ sồi Hàn Quốc Taka 052 đang được nhiều khách hàng ưa thích nhất hiện nay. Với bề mặt tấm được sản xuất theo công nghệ nano và công nghệ in hiện đại đã thể hiện được các đường vân gỗ giống thật 100%, tạo sự sang trọng cổ điển cho ngôi nhà. Màu vân của tấm là sự hòa quyện của các màu hồng, cam, vàng, trắng, tạo sự ấm áp, hạnh phúc và nó khiến cho không gian ngôi nhà trở nên sáng và đẹp hơn. Bên cạnh đó, với việc thêm các ô quân tranh cho tường được làm bằng tấm ốp tường nhựa PVC màu trắng làm nổi bật sự tương phản về màu sắc, tăng độ thẩm mỹ cho bức tường. Nơi tiếp giáp giữa tường và trần của ngôi nhà được làm bằng tấm ốp nhựa PVC giả gỗ mã Taka 001 làm cho không gian chuyển giao giữa trần và tường trở nên hài hòa hơn, làm cho nội thất của cả căn phòng trở thành một khối thống nhất và tạo sự tinh tế cho ngôi nhà. Bên em tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, tư vấn phong thủy hoàn toàn miễn phí nha các bác, nên các bác có thể yên tâm nghe tư vấn. Ngoài ra bên em còn có dịch vụ thi công chọn gói công trình cho bác nào không có thời gian và điều kiện để thi công nha. Sau khi thi công xong bên em sẽ bảo hành 12 tháng sau khi bàn giao công trình. Kho bên em hiện tại đang cung cấp các loại vật liệu PVC như tấm ốp tường PVC, tấm ốp lam sóng PVC, sàn nhựa giả gỗ, phào nẹp trang trí, keo xây dựng Takabon và một số vật liệu khác nữa. Các bác nào đang có nhu cầu làm nội thất hoặc sửa nội thất có thể truy cập website www.takadeco.com để xem mẫu vật tư và báo giá. Ngoài ra các bác còn có thể liên hệ hotline 0971205057 và fanpage Facebook tấm ốp Taka Deco để nhận được tư vấn trực tiếp nha. Video review công trình thi công của bên em xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nội thất Taka mang tinh hoa đến mọi công trình.